Hello, Trường Anh xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả anh chị nha. Anh chị ơi, có một chiếc Lada là rất là cộp nè, đây nè. Xe là rất dâu, thuộc đời cổ rồi nhưng mà rất là ok luôn. Đây nè, đây là một cái đám cưới nè. Nhưng mà cái con xe này là Trường Anh là để chở cô dâu thôi. Đời rất là sâu nhưng mà rất là ok. Xe đồng sơn nội thất rất đẹp luôn. Anh chị thấy không? Đây nè, những bó hoa tươi thắm là dành tất cả những tình thương, tình yêu đến cho đôi bạn trẻ đã đến với nhau. Đây, đây con Lada của bên Trường Anh đây. Đây là những bó hoa nè, rất là tươi thắm là dành cho tình yêu vừa mới chấm nở đây. Đó, đây là những người anh em làm bên salon ô tô đây. Cái con này thì thực sự là bản số ở gốc Trung Nam nhưng mà nội thất còn rất đẹp. Đó, em bán con xe này rất là rẻ nha anh chị nha. Chỉ có 60 triệu thôi. Anh chị nào mà thích đồ cổ thì cứ liên hệ đến em để sở hữu con xe này nha. Nội thất nè, anh chị không? Một màu đỏ tượng trưng cho tình yêu tìm thấy. Tắp ly nè, tắp ly cửa nè. Đây nè, đây nè, anh chị thấy không? Những cái gì zin theo xe này còn nguyên là móc mở cửa nè. Chốt nè, inox nè. Còn ok. Đó, gương chiếu hậu rất to. Nội thất đẹp. Máy lạnh có. Để chuyên về Trường Anh chạy đi chơi thôi, uống cà phê và pháo thôi. Còn rất đẹp luôn. Sơn á, sơn zin còn quá trời. Đây nè, hôm nay là em lấy con Lada nè, em đi rước dâu nè. Anh chị thấy những bó hoa không? Bó hoa rất là tươi thắm. Đó, tượng trưng cho tình yêu của những đôi bạn trẻ là đến với nhau. Xe rất cọp, 4 vỏ còn được 80%. Gầm bệ không mục nha anh chị nha. Đây nè, anh chị thấy không? Đây là một cái tiệc đám cưới đây. Đó, tiệc đám cưới nè. Trường Anh lấy con xe này để đi rước dâu thôi. Chở cô dâu chú rể mà đi trên đường rất là cọp luôn. Một phong cách anh chị ơi. Bản số 49H trong Bảo Lâm nha, 1730. Đời này cũng lâu rồi nhưng mà được cái là cái nó còn rất là cọp luôn. Đó nè, cửa học gió của nó nè. Máy móc nổ rất êm nha. Xe này không có bị một tí một lỗi gì luôn. Anh chị nào thích chơi đồ cổ thì cứ liên hệ đến Trường Anh ô tô nha. Đây là những anh em làm bên xe ô tô đây. Anh Đường đây. Nam nè. Hẻm nè, đó là những anh em đây. Em đang đứng giữa trung tâm thành phố phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đây. Đó. Em rước dâu mà em bán luôn con xe này. Giá khởi điểm là 60 triệu. Anh chị thích chơi đồ cổ thì cứ liên hệ với em mua nha. Qua số điện thoại 0961 408726. Và một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại ạ.